Chào mọi người, quay lại kênh cần câu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình có tiếp một số cân nha mọi người. Giới thiệu mọi người xem rồi mua ủng hộ nhé. Đây, một cái cân Olympic 3 khúc. Cái này thì phải nói là định này, câu biển được. Cái này nặng 600g, mọi người xem ngoài hình cho mình nhé. Nặng 600g, đọt của nó đọt 3 inch, vượt ra 36, thu về như thế này là 1m28, 128cm. Đây, con nhìn rất là đẹp. Theo mình đánh giá, ngoại hình của cây này con tới khoảng trên 80% nha mọi người. Trên 80% nha. Cái tem này nó bị bong ra chỗ này, dán lại thôi. Đây. Đọt thì để mình cho mọi người xem đọt này, phần đọt này. Toàn bộ cái cân này á là fit hết, ở phía dưới có cái cán gỗ. Còn đây đọt, đọt này thì nó làm đọt thủy tinh. Đọt này đọt thủy tinh, đọt tháp chịu lực. Độ cứng của cái cân này thì mình thấy là khoảng từ 30 trở lên nha mọi người. 30 trở lên. Rồi. Nói về phần khuyên. Khuyên thì ở đây mình thấy nó có 4 cái khuyên. Khuyên cải này, khuyên cải là khuyên đá xám, đá trắng. Khuyên này khuyên 3 lớp nha mọi người. Inox này. Rồi phần trong đây hình như nhựa thì phải. Ở đây là sứ. Khuyên là khuyên kiêng. Rất là chắc. Này, bọc nhựa thế này. Ở đây có thêm 3 cái khuyên nữa, bao gồm cả đầu u nha mọi người. Rồi 4 khuyên. Đây. 1 này. Khuyên con rất là đẹp nhá. 2 3 đầu bú cũng con rất là đẹp nhá. Đó, đầu bú là đã đen. Rồi. Tới phần máy. Máy thì bát. Bát này là bát trượt. Inox không rỉ này mọi người. Bát trượt inox không rỉ. Ngoại hình của các đốt này đều còn rất là mới. Đây, cái này là gập, có thể gập được nha mọi người. Olympic luôn nha mọi người. Cái này Olympic luôn này. Đây, nó ghi ở đây. Hơi chói. Đây, cái này có thể gập được này. Rồi, cái cân này là cân số 1. Số 1, cái này mình bán 600 nha mọi người. Cái này mình bán 600. Đây nó có inox bảo vệ những chỗ này hết. Đây, cả này là cán gỗ này. Còn đây là flip hết này. Đây, cái số 1 mình bán 600. Rồi, số 2 là một cái cân tay. Cân tay, cân rút. Cái này mọi người xem ngoài hình dung mình nha. Cái này thì nặng 160g. Đọt của nó đọt mảnh, đọt 0.9. Vươn ra 4m4, thu về như thế này 102cm. Rồi, mọi người xem tới phần đọt này. Đây, đọt đây. Đọt mảnh nha mọi người. Đó. Đọt mảnh. Rồi mọi người xem các giọng ở phía trong. Mọi người xem kỹ giống mình nhá, mình cũng sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Rồi. 1 2 3 4 5 5 khúc bao gồm cả đọt. Năm giống bao gồm cả đọt nha mọi người. Phần tay ở dưới này đây. Cái này thì mình đánh giá ngoài hình con khoảng 60% trở lên. Cái này cái số 2 mình bán là 160.000. Số 2 160. Rồi, số 3 cũng là một cái cân rút tay trợ máy. Cân xúc. Sport and Family Fit. Rồi.
Cái này á thì là nặng 160 gram, đọt này đọt đọt cứng 2.20, vươn ra 2.1 m, thu về 84 cm này, đọt đọt độ cứng khoảng 15-20, ok. Này một giống về đây, hai giống rồi, ba giống 21. Về phần khuyên này, khuyên của nó thì tổng cộng có 4 khuyên, nhưng mà 1, 2, 3 khuyên này đều bị bể rồi. Khuyên này khuyên nhựa nha mọi người, cái phần ở đấy cũng bị bể rồi này, phần khuyên này cũng bị bể mất rồi này, chỉ còn cái khuyên này có đá. Nhưng được một cái này thì còn nguyên cái đầu bu này, đầu bu còn nguyên, ok, đầu bu đá trắng còn nguyên. Bát thì bát vặn đó, bát vặn. Phần tay cầm này á là bằng nhựa, còn toàn bộ cân này á thì là một flip head 21. Cái này thì mình bán coi như để mọi người về lấy cái cần trắng. Để cần trắng mọi người làm lại khuyến cũng được, nhưng mà được cái được có cái đầu bú ngon này. Máy bật cân bật vặn thì ngon rồi, khỏi phải chê. Nói chung cái này về thì lấy nhiều thứ lắm, chỉ thấy 3 4 cái khuyến ngon này. Cái số 3 mình bán là 120.000. Rồi, số 4. Một cái cân này của cái của hiệu Kính Tơn như vậy, Kính Tơn đúng rồi. Mọi người xem qua nhá. Đây, khuyên đọt ngoại hình. Cái này á thì nặng 300 g, đọt của nó tới đọt tới 2.5 ly. Dài 3.6 m. Thu vào là 111 cm. Này. Đọt nha. Đây, đọt này độ cứng khoảng 15. Rồi, xem ngoại hình các giống phía trong nhé. Nhìn thì cũng có hơi trên xước. Có thầy 4 giống. 4 giống, dài 36. Khuyên. Khuyên của nó thì 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyên. 5 khuyên nhưng mà 4 khuyên con đã. Đâu, 6 khuyên. Bao gồm cả đầu bu. Mà 5 khuyến con đá, 1 khuyến mất đá. Con để xem có bể nữa nè. Bể thì không bị bể nha mọi người. Phần nhựa không bị bể nha. Đầu bú con nguyên này. Quan trọng ở phần đầu bú này con rất là tốt này. Rồi, ok. Tới phần bát. Bát thì bát này Fuji FS7. Fuji FS7 nha. Đây. Fuji. Bạc trượt Fuji F7 inox không rỉ. Đây. Phần này là quần nhờ này. Quần nhờ này, quần nhờ này. Cái cân này con khá là đẹp. Rồi, cái này cái số 4 mình bán 250. Số 4 250 nha mọi người. Năm. Một cái cân. Cân này cân lưu à? Máy năm. Cái này là. À. Cái số 4 này là flip nha mọi người. Cái này nhựa tổng hợp này. Nhựa tổng hợp này, rất là cứng này. Đó. Cái này á thì nó là nặng 220 g. Đọt của nó đọt 1.8 l. Nhưng mà khá là dẻo. Vươn ra là 1.8 m, thu về là 95 cm. Ok. Mình xem các phần khuyến của cái đọt này.
đầu bố con nguyên. Những cái khuyến này không có đá, vốn gì của nó không có đá chứ không phải là bị mất đá đâu nha mọi người. Hơi rỉ cái này về đỉnh cửa cái xây ra. Một khuyến này là khuyến inox phản, inox xoắn. Ở đây bị mất khuyến này. Rồi, phần này là được bọc inox này. Đây là cái này mình thấy là nhựa này là nhựa cao cấp, nhựa tổng hợp, nhựa đặc nhá. Rồi, tới tiếp phần cán ở đây cũng được bọc inox này. Đây, phần này inox chứ không phải bọc inox nữa. Đây, cái khuyến này, khuyến cái này vẫn còn, nhưng mà hơi rỉ. Cái này về mọi người đẩy này được. Đây, cái này vốn gì của nó không có đá nha. Đây, phần máy này thì là máy 5. Đó. Rồi. Tay này về bằng xốp này mọi người. Vậy xốp gỗ giả xốp hay sao á. Nói chung rất là nhẹ. Rồi. Cái này là cái máy rồi, cái số 5, cái này mình bán với giá 150.000 nha mọi người. Số 5. 150. Cái này chắc là sẽ có người mua nhanh này. 150. Rồi, số 6 là một cái cân 3 khúc. Cái này hình như cũng Olympic thôi vậy. Olympic thôi. Có khá đẹp, ngoại hình của cái này còn trên 80% nha mọi người. Ngoại hình tổng thể của nó đây. Đó. Cái này á thì có hai cái đọt trồng rọc. À, chứ cái này hai khúc chứ không phải ba khúc, mình nhầm nha. Cái này có hai cái đọt trồng rọc. Đây. Một cái đọt á, cái này nặng 400g, là bao gồm cả hai cái đọt nha mọi người. Một cái đọt của nó là 1.9, một đọt 3.6. Cái này vươn ra 2m1, thu về như thế này 109 cm. Đây, mình sẽ cho mọi người xem hai cái đọt của nó. Đọt này đọt rộng rộng. Này. Ok, hai đọt. Rồi. Đọt nhỏ trước này. Độ cứng của cái đọt này thì khoảng là 15 cho tới 25%. À 15 cho tới 20. 15 cho tới 20 nha mọi người. Này, cái đọt này thì khuyên với đầu bố con nguyên hết. Khuyên là khuyên 3 lớp. Rồi ok, một cái này. Được chưa? Rồi, cái đọt này á, độ cứng từ 25 cho tới 40. Độ cứng 25 cho tới 40 nha. Đọt trồng trọc con nguyên, khuyên. Mỗi cái đọt đều có... Ủa? Đọt này chỉ có 3 khuyên và đầu bu N4. Đọt này thì có tới 4 khuyên với đầu bú N5. Rồi. Cái phần cán á thì đây. Đây còn một khuyên này. Đây. Những phần này bọc inox này. Chất liệu bên trong của nó phíp này. Bát của nó á là bát trợ máy. Đây. FK FS5. FK này cũng là Fuji nha mọi người. FK FS5. Rồi. Bát
bát lại bật trượt. Đây, bật trượt inox không rỉ. Phần tay cầm là bằng gỗ. Gỗ này là gỗ thật chứ không phải gỗ xốp đâu nha. Gỗ thật nha. Rồi, ôm pin này. Cái cân này mình đánh giá thì đồ mới còn trên 80%. Rồi, cho nó vô. Cái cân hai khúc có hai đọt. Cân hai khúc hai đọt trồng rọc. Cái này là cái số mấy cái đây? 6. Cái số 6 nha mọi người. Cái số 6 này mình bán 450 nha. Bốn trăm năm mươi hợp lý. Rồi, một cái cân giả trúc. Toàn bộ phần này bọc nhờ hết. Đây. Cái này á thì nó đang có 100 gram. Đọt của nó đọt mảnh 0.7. Vươn ra là 3.7 mà thu về như thế này 102 cent. Đây, đặt mạnh nha mọi người. Đặt mạnh. 1 này. Mọi người xem ngoài hình bên trong nha. 2 này. 3 này. 4. Rồi, 4 giống. Ok. Thế này đây. Cái này thì để mình xem chất liệu bằng gì đây. Chất liệu cái này cũng là fib nha mọi người. Rồi, cái số 7. Cái này mình bán 150 ngàn. Cái số 7 150. Số 8 là một cái cân 2 khúc có 2 đọt. Một cái cân 2 khúc 2 đọt nha. Đây mọi người xem ngoài hình đây. Cái này ngoài hình còn trên 70%. Đó. Cái này á nó nặng 220 gram. Khoảng đó. Ồ, cái này mình quên cân mất rồi. Nhưng mà cái này khoảng bao gồm cả 2 đọt á thì khoảng 300 gram thôi mọi người. Nó có một đọt 22, một đọt 1.3. Vươn ra là dài 2.3 mà thu về dài 1.2 nha mọi người. Đây. Cho mọi người xem hai cái đọt. Một cái đọt đầu tiên á là đọt cứng. Đọt này thì độ cứng khoảng là 25 á. 25 trở lên nha mọi người. 25 nha. Đây. Đầu buông. Rồi, khuyên thì đều là khuyên kiêng hết. Cái này fib nhưng mà fib chất lượng cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Rồi, cái đọt này có 6 khuyên bao gồm cả đầu bố rồi nha. Rồi, tới cái đọt này. Đọt này á thì độ cứng nó khoảng là 15. Nhưng mà cái đọt này là đọt thủy tinh đặc thế vậy. Cái đọt này á, cái phần này á, phần này là thủy tinh đặc này. Đó. Còn ở đây á, ở đây nó bị mất cái đầu bố rồi. Mất cái đầu bố chỗ này rồi. Đó. Thì người ta để luôn như thế này, người ta cấu, người ta không làm lại cái đầu bú nữa. Mà mình nghĩ như thế này cũng hợp lý. Để nguyên như thế này cấu không làm lại đầu bú nữa. Cấu vẫn tốt. Đó. Cái này 2, 4, 6, 7. Cái này có 7 khuyên. 7 khuyên nha mọi người. Đó.
Tất cả khuyến đều còn tốt hết. Này, flip này. Rồi, phần cán. Phần đây, một khuyến cái cũng là khuyến kiêng. Ok, bọc với nóc. Cái này cũng là flip này. Ở đây được người ta cuốn nhớ làm xoắn này mọi người. Đây, cứng tay. Bọc nhờ đây. Tới phần này, tay cầm thì được làm bằng gỗ. Tay cầm được làm bằng gỗ nhé. Rồi, cây này á thì mình bán với giá là 350.000. Cây cân 2 phút, 2 đọt, 350.000. À, đây mọi người lưu ý cái chỗ inox này này. Đây, nó bị nứt. Nứt nhưng nứt cái bọc inox này này, chứ không phải là nứt ở phía trong cần. Cần thì còn nguyên. Phíp chất thì còn nguyên. Không có bể. Chỉ bị nứt cái bọc này. Nứt cái bọc này thì do thời gian nó đâu nó oxy hóa mọi người. Oxy hóa rồi nó mỏng, nó bứt. Thì cái này á, một là mọi người bây giờ dán lại, hai á là làm một cái vòng khác. Không ảnh hưởng tới cái cân nhá. Rồi. Cái này là cái số 8, mình bán 350 nha. Rồi, số 9 là một cái cân tái trợ máy của Daiwa. Tái trợ máy Daiwa. Cái này á thì nặng 340g. Đọt của nó còn là 1.4. Dài 4.5 m, thu về như thế này là 98 cm. Ok. Rồi, xem phần đọt này. Đây, đọt 1.4. Cân này cũng chất yêu flip nha mọi người. Đọt thì đọt thủy tinh đặc. Chỗ này sẽ đặc. Đấy, mình có phải đặc hay không? Cái này bị mất cái bùi kia. Cái này bị mất cái nhui buộc cược này. Người ta buộc lại cái buộc cược ở đây. Đây, người ta buộc lại cái cược ở đây. Để mình buộc cược vào. Đó. Rồi, mọi người xem ngoại hình các giống phía trong nhé. 1 2 3 4 5. Tất cả nó có 6 giống nha mọi người. 6 giống. Đây qua. 6 giống. Rồi, tới phần khuyến của nó này. Khuyến của nó thì tất cả khuyến đều bị bể hết rồi. À không. À khuyến cái cũng bể. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bị bể hết rồi. Nhưng mà 5 cái này á là con đá, con cái này mất đá rồi. Phần bát của nó á, bát này. Bát FK. Bát trượt FK, inox không rỉ. F36 nha mọi người. FK, inox không rỉ. Rồi. À, phần đây được cuộn nhờ này. Cuộn nhờ đây này. Để mình xem thử cái đọt này có phải là đọt đặc nhá. Ồ, cái gì đây? Vậy vậy. Đây, đọt. À, đọt này. Đọt này flip, nhưng phải là đọt đặc nha mọi người. Mà đọt này như đọt người ta chế thế mà. Nhật chỉ cho nó cũng chế ghế lắm đó. Trung chế đó. Đủ rồi.
Rồi, ok. Mình làm hơi lâu xíu, mọi người thông cảm nhé. Cái số 9. 9 này mình bán là 200. Coi như là mọi người về vứt hết cái phần khuyến đi. Lấy cái cân trắng cũng được, cân đai qua trắng cũng được. Rồi mọi người làm khuyến khá cũng ngon nữa. Rồi, một cái cân tay, cân rút. Cái này thì ngon ở chỗ á là cả cái chỗ này này đều được là bọc nên đọc hết đây. Cái này thì nặng có 240 gram, đọt của nó đọt 21, dài 39, thu về là 89 cent nha mọi người. Đây, đọt 21, cân này cũng chất liệu flip luôn. Này, bọc inox này rất là ngon ở chỗ này đây. 2 3 4, rồi 5 giống, các giống ở phía trong còn được, ở phía ngoài thì hơi tê xước. Đây, cái này còn cái nắp đây này. Cái này thì mình không biết là hiệu gì đây. FFR. Không hiểu. Rồi, cái này thì cái số 9 mình bán 200. Ủa, chỉ hoa gì? 10. 10 200 nha mọi người. Từ đây cho mình giới thiệu nhanh xíu nha mọi người. Đây, tiếp một cái cần rút trợ máy. Khuyến là khuyến ẩn. Khuyến ẩn ở phía trong như thế này đây. Đây. Chỗ này như con một khuyến nữa hay sao. Cái này có một khuyến nữa mà mình rút ra này. Chỗ này bị gì đây? À, chỗ này người ta đưa vô để dán để làm cái đọt đặc. Đó. Đưa vô dán để làm cái đọt đặc nha mọi người. Đây, 1 2 3 4 5. Ở đây mất kia khuyên cãi rồi này. Cái này về từ mọi người từ lấy inox soạn được nha. Rồi, bát. Đây. Đây, tới đây hết rồi nha mọi người. Đây, tới đây hết rồi. Cái đọt này là người ta chỉ thêm vào. Đọt này người ta chỉ thêm vào. Làm cái đọt ẩn. Này. Người ta dán lại. Cái này người ta làm sẵn cho mình thì mình cũng rõ. Đây, cái này mình bán 120 ngàn nha mọi người. Về cho mọi người chế đọt tiếp. À, những đọt này thì bỏ đi, chế cái đọt khác. Cái số 11, 120. Rồi, 12, một cái cần tay trợ máy khác. Cái này á thì
nặng 260 gram, đọt của nó đọt 1 ly, vươn ra là 4,3 mà thu vào á là 86 sen. Đây đọt này thì đấy đi theo cái cân thôi. Ở đây người ta làm đọt thủy tinh chưa được này, cân này cũng cần flip này, khuyên ẩn này, khuyên ẩn nhỏ xíu nha mọi người. Đây đây một hai ba bốn, bốn giống, năm giống, sáu giống nha, sáu giống, tất cả các giống đều có bọc inox ở đây này. Đây à không, những giống này thì lại không được bọc inox, chỉ có hai giống ở phía dưới được bọc inox thôi, hai giống ở phía dưới được bọc inox thôi nha mọi người. Rồi ở đây có một cái khuyên, khuyên này khuyên inox xoắn thôi, không có gì hết, từ xoắn vào à, từ hai này. Cần này thì là cần của hiệu gì đây, Olympic, trời cần Olympic, bạt rồi bạt FK F6, rồi tay bọc nhờ nhờ cần Olympic thì ngon rồi, ngon về cái chất lượng á mọi người, chất lượng cái cần trắng đấy. Cái này mình bán coi như cũng cân trắng thôi, về cho mọi người dễ chế thôi, giá nó cũng hợp lý. Kế số 12, 200. Mười ba là một cái cân kinh tơn, cân là sao đây, ngoại hình của nó như thế này này, ngoại hình của nó như thế này đây. Đây cần tay hạt nhỏ xíu 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 à. Cái này á thì là nó có 60 gram, đọt của nó đọt 1 ly mà vươn ra là 2m7, thu về là 102 cm. Đây đẹp không, một đột này, hai này, ở phía trong còn đẹp nha mọi người, ba này, phía trong phía ngoài gì cũng có đẹp vậy đó. Cái cân này mình đánh giá phải còn trên 80% kìa. Hai bảy rồi, còn đầy đủ nút tướng mới ghế chứ. Đấy. Đẹp. Cái này cái số 14 mình bán 120 nha. Ủa sao tới 14 đó, nhầm. 13. nha, 120 nha. Rồi, 14. 14 là một cái cân cái này cũng dạng như cân ướu á, giống kiểu cân ướu á. Đây ở đây cái này á thì là nặng có 100 gram, à đọt thì đọt 22 đó, vượt ra là 2m3 mà thu về là 116 cm nha mọi người. Cái này á theo mình thấy ở đấy á là cái này là nhựa tổng hợp, cân này nhựa tổng hợp nhựa đặc này, phần đây đặc này, à không phải đặc, khuyên này, khuyên đầu ô này đẹp này, khuyên nhỏ đây mất, khuyên nhỏ đây mất, khuyên đây cũng mất, khuyên đây còn, khuyên này thì cái khuyên xoắn đấy nha mọi người. Rồi ở đây cũng có một cái khuyên kiêng, nào khuyên kiêng nhưng mà cũng bị mất, bị sổ đó rồi. Nên mình lấy băng kéo mình chặn lại ở đây. Về mọi người quẩn cược lại nhá. Rồi, ở đây. Ở đây thì có khuyên, bọc inox con này. Đây mất khuyên này.
coi như cái này là một cái cân trắng nữa đó. Không có sai. Cái này thì cái này độc đáo ở cái máy nó ở phía sau. Máy nó ở phía sau. Đó. Mặt vằn nha mọi người. Mặt vằn sản xuất theo cái cân thôi. Đó. Cái cân này thì mình sẽ bán rẻ, rất là rẻ. Cái này mình bán 100.000. 100.000. Ok. Cái số bao nhiêu ra đây? 14, 100.000. Ok. Rồi, 15 là một cái cân tay trợ máy, cân rút. Cái này á thì nặng 400g, đọt 1.9. Dài 5m2, thu về 102 cm. Đây. Ok. Rồi, mọi người xem các giống phía trong. Ở phía trong thì con mượt. 1 2 3 4 5 6 giống nha mọi người. Sáu giống. Rồi. Khuyến nha mọi người. Phân khuyến. Đây. Khuyến thêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cái khuyến mà mọi người xem này. Hình như chỉ con Minh cái đầu á là con chuẩn thôi. Con này này. Một khuyến không có đá. Rồi. Con này khuyên này không bể, khuyên này không bể, không bể. À, đâu, bể, bể. Không bể, bể, bể. Không bể luôn. Rồi mọi người xem kỹ nhá, xem kỹ cho mình nhá. Đó. Ok. Rồi, phần này là quấn nhờ này. Phần này quấn nhờ này. Phần này cũng quấn nhờ luôn. Theo mình thấy hình như cái cân này là cân của đáy quái sao mà bị mất tem rồi thôi vậy. Bạt thì bạt Fuji FS7. Ok. Bạt trượt Fuji FS7 thì nó không rỉ. Rồi, cái này cái số 15. Mình bán 300 nhá. 300. Mọi người đừng mua những cái cân mà mình bán theo cái dạng cân trắng này á, thì mọi người đừng có quan tâm tới cái khuyến làm gì cho mệt. Mọi người chỉ mua về cái cân trắng này thôi, rồi mọi người mua về bỏ lại khuyến để sai thì nó phải nói là nó lời hơn rất là nhiều nha. Còn thật ra ở đây mọi người lấy thêm được cái gì thì mọi người lấy thôi. Mọi người mình bán thì bán cân trắng, mọi người về lấy thêm cái bát này, được cái đầu bú này, đó, thêm được mấy viên đá ở đây này, lời hơn nhiều. Cứ mua cân trắng như thế này mình thấy lời hơn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.